Hi, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của CZ. Trận đấu này là một trận đấu mình đã đánh rồi nhưng mà lúc đấy thì mình không có cái máy ghi âm ở đó nên là mình chưa kịp ghi âm nên là bây giờ mình sẽ voice record lại cái trận này nhé. Thà mình không nhớ trận này mình đánh thế nào đâu nên là mình cũng coi như là xem lại lần đầu thôi. Let's see what we got here. Tạm thời để từng này ta. Mà cần mình sẽ bán hai con mắc kia đi nhá. Bán hai mắc này đi. Cái này mình muốn có một con floor. Mình có một con floor ở đây khá là tín. Con rat 2 có là mili 2 này khá ổn. Cho rat thôi. Xếp ba con gần gần nhau cho nó búp mana. Cơ bản thôi. Check nhà nhá. Bạn để thương đáy này khá là nguy hiểm, bạn ấy sẽ xiên đôi được mình. Nên để... Này hơi vội anh em, đã có đấy để con Vio ở dưới một chút. Thậm chí là để bắt con Vio đi xong rồi để con Rat Amelie đấy, con Floor kia cũng không xiên được luôn nhỉ. Floor kia không xiên được luôn, xong một con sẽ đi bộ lên cũng ok. Vậy ra có đấy để đi bộ lên đi. 18, 18 chắc mình bán 1 đi để mình lên 19. Thắng trận này lên 20 nếu được. Đấy xếp này này. Xếp này floor xuống xiên nhá. Thì con Amelie sẽ đi bộ lên. Nhưng trông hơi tủ. Thế này thì thương sẽ bắt vào đâu nhỉ? Thế này cũng được. Ok, 20 vàng này. Một con floor này, giữ một floor này lại nhé. Floor này sẽ cầm cái đồ này luôn. Mình vẫn muốn nó búp mana một tí cho team mình. Này thì thương sẽ bắt vào con Amelie này, con rat đứng đây. Thì floor kia sẽ xiên xiên một con này xin đôi mất nhỉ. Ok, chắc không gặp. Ok. Con này farm xin luôn này, mình bán Darcy đi nhá. Phải nói chung nghĩ hơi nhiều anh em ơi. Không có gì lắm. Mình xếp cách tay ra cũng được thôi. Có đồ kia thì chắc mình sẽ đánh ám. Hên xui. Đồ này khá là thích đánh ám bán thần anh em ơi. Mà đánh bán thần được sẽ ngon. Tại đánh bán thần kẹp với con rồng sẽ khá là ổn. Có thương này. Chắc chắn đánh ám rồi anh em. Hai đồ cho này luôn. Ok, không có con tụ len anh em ơi. Chẳng chờ con tụ len. Cho tạm này vào đó nhá. Cái này có một trò nữa mà anh em có thể hay làm là anh em có thể ném thương cho con rat kìa. Xong rồi cho con floor nó xiên đôi. Các nhà xếp khá là loạn. Chứ cũng chưa góc nào đảm bảo nó xiên đôi được. Thôi kệ cứ là mình cho floor xuống dưới đáy nó cũng khá là ổn. Floor xuống đáy xiên khá là uy tín anh em ơi. Tốc này thổi giữa này. Bò vẫn xiên đôi được này, ngon phết. Rát một đấm. Ui. Ô vụi vô tuy đẹp này. Ổn anh em ơi. Trông thế ổn áp.
Hai thương à? Hai thương cũng được. Hai thương thì tí đã dùng thổi khá là ổn. Bây giờ con lau này thổi thế nào nhỉ? Này à? Lau thổi thẳng à? Ui! Nhưng mình thích đánh bán thần hơn anh em ơi. Trận này muốn đánh bán... À đâu, trận này muốn đánh ha... Nguyên tố bán thần hơn đánh trợ thủ. Con rắc này hơi phí tiền ra. Ờ, à, tôi cho tạm 6 Noman đi. Cho này đến đây đi. Bán tạm con... bán tạm Lumbua đi nếu mà thắng. Ho xin đôi này tín nát. Bán này đi. Cho hẹn xin đi em. Don't you want me like I want you, baby? Don't you want me like I need you now? À, trận này mình đang đánh với Dan Snow anh em ạ. Lâu lắm rồi không chơi Dan Snow. Rồi Dan Snow lười chơi ấy, xong rồi danh mình danh Dan Snow lực nhau là mình không chơi được. Floor bắt đáy này. Hay thương đáy. Ba thương đáy. Cho view ở đây đi. Con này đáy đây nhá. Cái này sao nhỉ? Này đi. Shall I compare thee to a summer's day? Like I want you, baby. Don't you hang like I need you now. Cắt Dan Snow này. Ulti, ok. Lo xiên. Rát đấm. Dùng bùa này. Lao. Lên luôn đi, luôn giữ chuỗi thắng, cố gắng. Lao đứng đây cũng ổn nhỉ. Cho lao đi thẳng à. Này video khó nhỉ. Người sát nhau nhỉ. Mong lau đi được một phát anh em ơi. Hết cái ghê, biết thế để như cũ anh em. Xuyên. Lau này không có bán thần nhé, không đi được sớm. Bạn heo cũng không cần lắm, không cần kích pháo đâu. Chim chiêu ơi, đang giữ chuỗi thắng được ok này. Bạn này chắc nên để lên thế này đi. Trông cho nó đỡ xấu xí. Lau một hướng rồi, view một hướng ấy. Chẳng cả lau cả view nó lại bắn thẳng lên trên thì cũng khá là ổn. Bao xuyên. Don't you want me like I want you, darling, don't you? Đồ game mà. Thì lo nữa này. Nguyên tố này. Hai floor nhỉ. Floor cầm này. Shall I compare thee to a summer's day? Tại vì kiểu đã ăn Noman xong rồi mình đang có 6 Noman mình cũng chưa có bán thần ấy. Cho lau vào cũng không có tác dụng bằng hai con floor chứ. Hai floor này mình có thể để hai con này cầm kiểu một con cầm hai thương, một con cầm cái 40 mana kia cũng ok nhá. Anh em để thế cũng được. Để thế này cũng được, để thế này thì được hai thương thôi. Để thế này bắt hai bạn thôi, bắt hai bạn cũng ổn. Em có thể bắt hai bạn được hoặc là xin hai phát liên tục.
Mà ăn fly thì sẽ điên nhé. Ngọc Đại Pháp Sư nhá. Không cần suy nghĩ đâu anh em ơi. Thế mình cho nốt con cho nó tạm floor đi, cho nó floor ném xin luôn nó đi. Hai con được xuống nó xin luôn. Đúng không? Voi Azenka thì không cần lên hai tu len này. Thì hai này nhót đi. Cho này vào con tu len vào nhá. Thế thì cái ngọc đại này mình sẽ ném được, cái này sẽ ném cho lau được này. Này cho tu len được này. Và cái thương này ném sang bên này đi để nó lau thì sớm được này. Cái tạm thời này nhá. Tạm thời thế này đã anh em ơi. Bắt tu len mình. Senel 1 ulti quả đẹp thế. Quả đấy Senel 2 khi ulti mình cũng đi ấy. Lo 2, voi 2. Thêm một voi nữa. Voi thì lấy nhá anh em nhé, còn nguyên tố mấy con kia chắc lấy chậm chậm từ từ thôi. Thêm con voi cũng được ha. Này sẽ ném cho con rat à. Thế nào nhỉ? Thế thổi thẳng này à? Tụ đèn đây đi. Này cho con voi nhé. Này cho con voi nốt được. Này hai đồ đi. Cái này đi. Bắt góc này đi. Ồ, một đường thẳng đẹp quá này. Một đường thẳng. Bạn này trợ thủ anh em ơi. Hai đường thẳng. Ba đường thẳng. Ui không kịp bốn đường thẳng. Cái ba đường thẳng mấy con này không chết anh em mới trợ thủ đứng châu thế nhỉ. Long 19.000 đam đấy. Long 1. Long 1 hơi yếu. Luôn con cát này. Thế thì giữ con Amelie lại để giữ cuồng chiến thì mình bán gì nhỉ? Bán một con Zeal với một con này đi. Zeal lấy lại được mà anh em. Tại mình muốn giữ cuồng chiến lại. Cuồng chiến này khá ổn. Phạm một đường thẳng tiếp này. Đây bạn này cũng có trợ thủ ok hơn này. Mình kiếm rồng kiếm nóc rồi anh em ơi. Rồng kiếm nóc thôi. Rồng 7 nắc 9 à đâu, nắc 7 rồng 9. Đi rắc này. Tạm mấy con này đi. Con này bán nó đi. Thêm nguyên tố luôn này. Thêm con grab nữa rồi thêm hạt ám này. Này tạm cho con Zenka. Dạ Zenka. Voi nữa. Tạm tụ len nhé, tụ len lấy lại sau được. Thấy rồng lấy nắp gì nhỉ. Tốc bánh này cho von cạt thôi. Cho von cạt thôi. Voi nữa là khá nhiều voi anh em ơi. Nhưng mà nó lại không có ấy. Đi mua lại sau rồi nhá. Lau à. Lau lên 2 khá ổn. Zeal nó cần thì bán. Này khả năng cho con Grack lên đây đi. Cho Grack đi. Lau 2 à. Rổ nắc vẫn ngon hơn em. Mình có nắc khá là quan trọng. Bởi vì con này mình đang cầm đồ khá nhiều. 4 năm mà. 5 mà. Thế cũng khó ra phết em ơi. Quan trọng mấy bạn cuối phải đi cơ. Hai bạn cuối phải đi bớt đi. Rổ nắc nắc được em ơi. Đi bớt đi các bạn ơi. Bạn này yếu này. À không yếu đâu, trông cũng có vẻ điên điên đấy. Có gì giết Yon anh em ơi. Có gì giết Yon anh em nhỉ. Florian đầy may quá. Hai bạn cuối đầu thắng kìa anh em ơi.
Có đồ cho voi này. Trận này tận 6 con voi này, nhưng chưa có rồng, chưa nắc. Chưa có con lumbua nữa. Không đủ nguyên tố nữa. Lumbua này. Bây giờ trong nguyên tố, ôi bán thần này. Thần hai đồ này. Cạnh con lao. Cứ để đây đi, mình nhớ mình có thương bắt ở góc này. Ba nguyên tố thì thôi bỏ luôn đi. Xin nguyên tố đó. Vẫn chưa ra rồng nắc anh em ơi. Trả nốt này đi. Đấy mình mua lại sau cũng được anh. Arduin 1, Arduin 2 này. Không cần. Lo xiên đẹp này. Chắc xiên làm phát nữa không? Ok, nó phát đấy. Đang slow à? Slow cũng ghê đấy, bốn thú. Ui rồi ôi, 1-4 anh em ơi. Voi nữa này. Khó rồi, nó mình lên 9 rồi nhỉ. Lên 9 sừ đi, tìm mãi cả thấy. Cái này đi. Một thương này đúng không? Hai thương này, ba thương này, bốn thương này, có một cái thương này ở đây thôi. Để lao ra góc đi. Cho nó bắt vào thì thôi, để đây mình. Đây đi. Tại kiểu mình không có rồng ấy, là mình cũng không lo là kiểu bị đổi hướng hay gì. Đi luôn thì được hai phát không? Công ty được hai phát là yên tâm đấy. Công ty phát nữa ok anh em ơi. May quá. Chưa có truy hồn anh em ơi. Cần những cái truy hồn nữa. Thên, thên cũng được. Thên đi. Lily hay là Lily nhỉ? Lily nào. Oh, 3-2-2 phù thủy anh em ơi. Chưa có rồng. Ừ, chưa có rồng. Ây giời ơi. Man. Gặp mấy nhà thú này không, mình không chơi được mấy nhà thú này đâu anh em ơi. Ilu, Ilu 1 hạ ám thì chưa đủ 4 hát. Snow bây giờ đang vào đầu mình. 5 nắc 6 rồng này. Bắt đầu có lại này. Roll thêm tí không nhỉ? Roll thêm tí lấy rồng lấy nắc tiếp không nhỉ? Trông dễ thua phết anh em ơi. Omen 2, Void 3 hay da. Thên à, cho thêm rồi nhá. Bởi vì con Lily này nó cũng không kích được 3 phù thủy. Chưa có rồng anh em ơi. Cho thêm vào nó cũng gần như ulti được luôn ấy. 35 cộng 20 bằng 55, 55 cộng với cả nhớ là bao nhiêu đầu game nữa. Nhưng mà nói chung là cũng gần như ulti được. 35, 25 hình như nhớ 25 mana đầu game hay sao ấy. Nhớ là thế. Bụp. Trông cũng hèn hèn quá gì nhỉ. Void 3 nhưng mà thêm 1, Illu 1, Von Cat 1 anh em ấy. Chúng không ăn thua lắm nhỉ. 5-6. Roll thêm không nhỉ? Roll thêm cũng được ấy. Nghĩ roll thêm cũng ok đấy. Hồi nào mình cũng đang chưa có Sun Sephira mà. Rồng này. Rồng thay cái này à. Thương. Đấy, cho con thên. Tí nữa mình cho con thên vào nhé. Cho con thên vào luôn nhỉ. Thên vào luôn đi. Con cát mình cũng chưa cần, mình cái con cát này không có sách thánh. Thên cầm đồ này. À cái đồ này. Thôi để hai đồ nữa. Bán một con này đi nhé.
nghĩ là thêm sẽ bổ bổ được khá là ok, bổ góc này khá là ok, rồng thổi một phát rồi thêm bổ một phát là cũng ok đó, rồng thổi này một bổ đó ấy chứ, trông nó uy tín em. Ai à, nó hồi máu kìa, mà nó hồi máu quả để đen thế. Mày bỏ đi đi đi, hơi đen anh em ơi, hơi đen, đen đủ một chút thôi. Don't you want me like I want you, darling. Sách thánh đây rồi anh em ơi. Thế thì cho con cát rồi thôi. Thế thì cát đây đi. Cho con thên cầm cái này đi. Ê, đâu nhỉ? Cho này đi. Con đến 9 đi. Một rồng. Thương này cho con cát này. Thương này cho con thên nhé, thên sẽ xuống cái bổ luôn ấy, theo mình nhớ là thế. Khá nhiều bạn đổi góc này đi. Để đây này, nó búp mana cho con voi nữa anh em ơi, quên. Grab vẫn nổ được nhỉ, bố chết luôn, ok phát tương chuẩn nhưng mà không giết được hai con này. Truy hồn nhỉ, Illu đánh y đánh Illu không có truy hồn nó thiếu sót lắm em ơi, còn Illu một nữa khổ thế chứ lại. Cho bây giờ mình phải lên 9 thôi, lên 9 rồi kiếm một con hắc ám, con Anduin hoặc con Nakoth gì ấy kích nốt hệ anh em ơi. Mình chưa kích ở hệ còn chưa có Sephira nữa, lên luôn nhỉ, 35 máu à. Thôi chờ mình tính, mình bây giờ mình lên làm quá thắc ám nữa không không thay đổi được gì. Góc này đi, góc này thổi khá là ô. Đây để cái này ở đây nhé, búp thêm mana cho con voi nhé, voi ulti sớm hơn một tí, xếp hơi dị nhưng mà thôi chấp nhận được, cho con tu len đi, lau ở lại tu len xuống nó ulti luôn, bắt con teo này. Con cắt nhảy ok ha, ok đấy anh em ơi, hủy diệt được bạn này đó. Nếu mà không giết được con cát bạn này thì bạn ấy hủy diệt mình, còn mình thổi rồng thổi ok đẹp này, cái thổi đẹp hơn anh em ơi. Không giết được con cát rồi, con cát này sẽ thánh gớm á, truy hồn nhỉ, khó quá anh em ơi. Hai trận này kiểu đầu game mình giữ được máu ok ấy. Nên mình mới sống được đến tầm này chứ không đầu game mà mất máu nhiều nữa thì gọi bố. Anduin này thêm nốt này, thêm con Sephira được không nhỉ? Đi. Thêm. Tạm thời thêm. Anduin cho con bán thần đi, con đi lụ không nên đi được luôn. Bây giờ Sephira này. Này bán đi này. Mua Sephira lại nhá. Phát sau mình cho vào nhá. Quá đi lưu rồi nè. Sống này anh em ơi, ok đấy. Bạn này chắc cũng không có truy hồn hay sao, bắn voi mình không chết. Voi mình có thủ vệ với cả có cái hồi máu kia, chả nhớ được cái gì. Lô, ok. À, sau mình cố gắng lên thêm một con Anduin nữa là được. Chắc lên được thôi. Hơi ít tiền nhỉ. Biết lên chúng ta còn thêm sót tướng nữa, thêm sót tướng nữa thì thêm sót tướng nữa thì sao nhỉ? Chắc là thêm sót tướng nữa thì mình sẽ cho con Anduin lên trước. Xong rồi mình sẽ kiếm được một con Lily con gì đấy. Chuyện này hopeless quá anh em ơi, một con rồng không có nắc nào. Dạo này rồng nắc nó cứ tỷ lệ nó cứ thế nào ấy. Khó khó ra sao.
Một cái. Hai tiền. Hay nhở, không lên được nhở. Cạt. Liềm. Này con thên liềm con cạt. Bán thên đi. Hai tiền, ok. Đây, tạm thời lên con Arduino này nhé. Còn quan trọng hơn em thêm hai. Thêm hai quan trọng. Rồi bán hai ma pháp này đi luôn này. Roll tiếp này. Một hai tiền này lại xoay tướng này. Cày quá anh em ơi, dòng một thêm một Illu một von cát một. Mỗi hồi ba. Nó sống được này. Nhảy. Ok nhảy đẹp. Thêm phát nhảy nữa, mình có voi mà. Voi mới nhiễm cho. Hút này, mày là bưởi. Mày là bưởi. Ai à, nó nhảy được rồi. Giết nó đi anh em ơi, ok. Sun Snow cũng vào. Sun Snow cũng bị ăn vào anh em ơi. Không có truy hồn rồi. Thế mà giáp hồn mệnh đi nhỉ. Không giáp hồn mệnh luôn. Khó rồi anh em ơi, không có truy hồn nhờ. Con cát lên 2 được không? Này tốn tiền quá. Rồng mà. Rồng 2 à. MC hay Len. Này bán nốt đi này. Không có con gì anh em ơi, chơi game chả không con gì hay cả. Sao giết con cát này bây giờ? Con cát này cũng chưa chắc giết được nữa. Teo, bắt con teo này. Con cát nhảy luôn. Ui, con cát chết sớm. Cũng không giết được con cát bên kia anh em, không có gì giết con cát bên kia được. Má, Lily nó bổ phải không? Lily 2. Con cát nhảy. Không kịp nhảy luôn. Chịu anh em ơi. Trông nó khó lắm. Không truy hồn mà đánh bị đi. Game khó. Game đúng khó. Một truy hồn, không có tướng. Dòng 1. Vậy thôi anh em, mình kết thúc rồi. Thích tiếp chuyện này, like, subscribe và bye bye anh em nhé.